Chào Quỳnh. Welcome anh. Ok em. À, đây là tổng thể sao bàn của dự án Happy One Central nè anh. Dự án chúng ta là tổng diện tích bao nhiêu em? Dạ, tổng diện tích của nó có hơn 10.000 mét vuông. Và quy mô của dự án này là bao gồm có hai tháp, tháp A và tháp B. Tháp A là có tổng cộng là 19 căn trên một tầng. Tháp A là tháp nào? Dạ, tháp A là tháp này. Và là một cái tháp mà tiếp giáp với đường tiền của dự án luôn. Dạ. Và tháp B là tháp đây, tháp này. Tháp này là view hình như đại lộ Bình Dương phải không? Dạ đúng rồi, view về sân vận động Gò Đậu đó anh. Dạ. Và tháp B thì có tổng cộng 17 căn trên một tầng. Thì tổng các căn của dự án là 2.191 căn. Dự án của mình cao, có độ cao là 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dạ. Tiện ích sao em? Ở đây thì dự án này có tổng cộng là 68 tiện ích chính. Là bao gồm 4 tầng tiện ích. Đó là tầng trệt, tầng 3, tầng 20 và tầng 40. Và đây là cái mặt bằng cắt của tiện ích tầng 3. Là tầng trệt hả? Tầng 3 hả? Dạ đây 3. Là tầng 3 anh. Cái này là hồ bơi hả? Dạ đây là hồ bơi người lớn. Đây là khu vực đài phun nước nghệ thuật. Và đây là khu vực hồ bơi trẻ em. Ngoài ra thì ở đây cũng có những khu vực giống như là gym ngoài trời nè, yoga ngoài trời. Và gym trong nhà, yoga trong nhà và có những khu vực cà phê, BBQ và có khu vực vui chơi cho trẻ em. Dạ. Và mời anh Giang qua xem mặt cắt của tầng 40 của dự án nha. Tầng 40 của dự án thì có một cái tiện ích gọi là biểu tượng của Bình Dương đó anh Giang. Đó là tiện ích cầu kính trên không. Dạ, cái cầu kính trên không này tại sao gọi nó là biểu tượng của Bình Dương và tại sao gọi nó là biểu tượng của dự án Happy One Central? Bởi vì đây là cái cầu kính hoàn toàn sử dụng bằng kính và nó có độ cao là 140 mét vuông. Và đến thời điểm hiện tại và đến thời điểm sau này mà khi bàn giao nhà thì đây cũng là một cái cây cầu kính cao nhất Việt Nam đó anh. Dạ. Ngoài ra thì trên khu vực tầng 40 á thì chủ đầu tư cũng thiết kế có khu vực rạp phim ngoài trời nè, khu vực BBQ, cà phê và khu vực ghế thư giãn, giỏng thư giãn cho mình. Ngoài ra thì ở tầng 40 này thì chủ đầu tư cũng thiên về thiên nhiên nhiều hơn, cho nên là anh thấy ở tầng 40 á chủ đầu tư thiết kế rất nhiều cây xanh ở trên này nhằm là tạo một cái không gian sống đẳng cấp cho quý khách hàng. Thì bây giờ thì Quỳnh xin mời tất cả quý vị và anh Giang cùng vào nhà mẫu để khám phá căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích là 68 mét vuông. Xin mời mọi người. Ok. Đây là cái căn hộ diện tích là 68 mét vuông, diện tích sử dụng là 61 mét vuông. Và đây là thiết kế của căn này. Thì bây giờ em sẽ mời anh Giang vào xem căn hộ nha. Đây là đầu tiên thì em xin giới thiệu với anh, đây là cái cửa gỗ chống cháy. Cái cửa gỗ chống cháy này nó sẽ có hai lớp. Nó sẽ có ron ngăn khói, ngăn chặn khói độc vào bên trong căn hộ và chịu nhiệt lên đến 60 phút. Dạ, và đây là cái khóa điện tử, đây là khóa gieo. Khóa gieo này là thương hiệu của Mỹ. Và nó sẽ có 5 chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng vân tay. Đây. Thứ hai là thẻ từ. Thứ ba là mật mã. Thứ tư là hacker. Dạ, thứ năm là smart home. Để em đi mượn cái iPad. Thôi được rồi. Dạ. Đây là khu vực không gian phòng khách đó em. Dạ, đây là không gian phòng khách. Và cái thiết kế nó cửa lùa giống y chang như vậy.